Nếu bạn chưa biết nhảy bi thì clip này sẽ dành cho bạn. Phần 1 này mình sẽ nói về kích thước của cây cơ nhảy anh em nhé. Một cây cơ nhảy thì thông thường sẽ là từ 1 m đến 1,5 m và được chia thành hai khúc. Nối sẽ là kích thước từ 30 đến 35 cm, còn ngọn thì có kích thước khoảng 70 đến 72 cm. Về phần ngọn cơ thì có hai loại, một loại cứng này gọi là hai. Loại này giúp anh em gọi là nhảy dễ hơn nhưng độ chính xác nó lại thấp hơn loại thứ hai. Loại thứ hai gọi là mờ, có nghĩa là medium, là không quá cứng cũng không quá mềm. Loại này thì nhảy này sẽ khó lên hơn một chút nhưng mà bi đi sẽ thật hơn nên chính xác hơn. Loại nào thì cũng phải tập luyện nhiều mới được anh em nhé. Kiểu 1 cũng sẽ là kiểu đơn giản nhất. Kiểu này thì anh em thu hai ngón tay móc cua vào cái thế kiềng ba chân á. Đó, kiểu này dùng cho những bi sát băng này, vì được đặt tay lên băng nên không cần phải để quá cao. Những ai mới tập nhảy thì mình khuyến khích nên tập kiểu này trước vì nó dễ nhất nha. Sang kiểu 2 nha. Kiểu này thì là kiểu thông dụng nhất. Điểm tiếp xúc chính của với mặt bàn đó là ngón út và ngón giữa nha. Kiểu này dùng cho những hình bi mà không cần độ nhảy lên của bi chủ quá cao. Kiểu cầu tay này thì rất được hay sử dụng nên là anh em phải tập luyện kỹ nha. Còn nếu muốn nhảy trô và nhảy cho bi chủ thật cao quá thì sang kiểu 3 nha. Kiểu 3 nó thì cũng giống kiểu 2 nhưng mà anh em khép cái ngón út lại nó sát hơn thôi. Nó sẽ giúp cầu tay của anh em cao hơn, dễ dàng nhảy trô này, nhảy cao hơn bình thường. Nhưng mà nhớ tập luyện kỹ mới đem vào trận nha. Khoảng cách chuẩn từ cầu tay đến bi chủ á, thông thường sẽ là 12 cm. Nhưng mà hình bi có xa có gần thì ta để như thế nào nó sẽ là hợp lý nhất. Thì anh em phải chia đôi khoảng cách giữa bi chủ và bi mục tiêu ra. Thì cái khoảng đôi đó sẽ là cái khoảng cách để cầu tay hợp lý nhất. Nhưng mà nhớ là không được vượt quá 12 cm nha. Nếu vượt quá 12 cm thì nhảy nó sẽ rất khó lên. Lưu ý điều này nha. Nó ví dụ khoảng này thì tầm khoảng 20 đi. Thì chia đôi ra khoảng 10 đó thì mình ăn áng khoảng 10 thì mình bỏ tay đây. Còn nếu mà anh em muốn nhảy cao, nhảy trô thì anh em phải nghiêng cầu tay về phía trước một tí hoặc phía sau một tí thì nó sẽ dễ dàng lên hơn, đó là mẹo nha. Nhưng mà phải nhớ tập luyện kỹ mới đem vào trận nha anh em. Bước 1 là xác định khoảng cách cầu tay nha. Lúc này chân phải vẫn là điểm chết anh em nha. Sau khi xác định điểm chết xong á, thì anh em từ từ đưa cơ lên và thu chân phải về sau cho chân phải và chân trái trên một đường thẳng và song song với cái cơ nha. Nhớ kỹ nha anh em, song song với cái cơ nha. Bước này rất quan trọng đó, nó sẽ giúp anh em không bị vướng tay khi đánh nên cú đánh của anh em sẽ chính xác hơn rất nhiều nha. Đó, lại nha, lại nha, lại nha. Nè, xác định điểm chết nè, chân phải vẫn là điểm chết nha. Nó chân phải đuôi cơ vẫn là điểm chết. Sau khi vào thì bước chân phải về sau cho song song với cơ này và đánh này. Nhớ kỹ nha anh em, nhớ kỹ là chân phải chân trái trên một đường thẳng và song song với cơ nha. Tay sau thì có hai kiểu. Kiểu 1 là lỏng cổ tay nhé. Kiểu này thì dùng lực từ cổ tay và siết cơ với chỉ ba ngón thôi. Nên em quan sát kỹ nha. Kiểu này thì lực được phát ra nó sẽ tốt hơn rất nhiều so với kiểu 2. Nhưng mà độ chính xác và tính ổn định nó sẽ khá là thấp. Khi đánh bằng kiểu này thì cơ sẽ không kiểm soát được và nó dễ bị giật lên như trong clip đó. Nên em muốn chơi kiểu này thì phải tập thật nhiều nhé. Còn sang với kiểu 2. Kiểu 2 thì kiểu cứng cổ tay. Kiểu này thì rút ra ngọn anh em siết cơ bằng bàn tay và dùng lực khuỷu tay nhé. Kiểu này thì ổn định và chính xác hơn kiểu 1 rất là nhiều. Nhưng mà muốn nhảy cao mà dùng kiểu này nó sẽ khó lên hơn kiểu 1. Kiểu này thì chính xác và ổn định hơn vì nó ít bị rung và bị bật lên hơn. Cùng xem để hiểu nha. Đó, thì anh em cứ xem này. Đó, kiểu 2 nó sẽ ít rung và ít bật hơn. Nhưng mà cái độ nhảy nó sẽ không cao bằng kiểu 1. Lưu ý là anh em phải ra ngọn với tốc độ cao nha. Và dứt khoát thì nó mới nhảy được anh em nhé.